cả các anh em mê âm thanh nhé, mê loa tép nhé. Hôm nay mình sẽ làm một cái video giới thiệu cho các bạn cái công dụng của những cái dòng loa tép. Đấy, công dụng của những dòng loa tép khi mà những cái bộ dàn âm thanh của các bạn rất là thiếu tép nhé. Những cái đôi loa như thế này, đấy, những loa như thế này thì nếu các bạn lấy một cái đôi như thế này, đấy, như này đặt lên cái nóc thì dây này là cắm vào âm ly thì cái chất lượng âm thanh sẽ tăng gấp đôi nha anh em nhé. Cái này những cái dòng như này là mình thấy các anh em chơi âm thanh rất là bị thiếu tép này. Các anh em mà mình chết những cái dòng tép như thế này ấy, thì em không cần sửa những cái dòng này nữa, mua một cái đôi như thế này về đặt đấy lên đây, câu vào âm ly vào cái đít loa này là em chạy luôn, âm thanh rất là hay. Đấy, thì mình sẽ thực tế cho anh em biết khi mà thiếu tép nó sẽ như thế nào, không có tép như thế nào nhé. Em đi mưa chiều rưng rưng đổ, ngỡ mưa trong lòng em có vui đâu. Thôi em theo chồng để em từng ngày ôm nỗi nhớ mong. Dòng sông bao nhiêu nước, là bấy nhiêu ân tình em đã dành cho anh đó. Giận hơn một ngày dài như mấy đông em biết không, sao nỡ để anh chờ. Lỡ yêu dài cửa nên em mới tương tư. Vào yêu ai không có những lúc mang dỗi hơn, nhưng hết rồi lại thương nhau. Khi mà mình ngắt những cái dây như thế này và dây đâu có tép, mình ngắt ra xem cái chất lượng âm thanh nó sẽ khác rất nhiều nha anh em nhé. Từng chiều buông lạnh lùng ôm nhớ thương tim giống như bao kỷ niệm em đêm. Nhớ anh mãi tìm anh yêu ở nơi nào. Làm sao anh quên hết người yêu ơi, có biết anh nơi này luôn nhớ em. Hiện tại bây giờ là mình ngắt tép rồi nhá anh em nhé. Đấy, thế đây những cái dòng loa này được trang bị hệ thống chống cháy ở đây. Đấy, chống cháy 100% nhé. Bây giờ mình sẽ mở lại cho các anh em mà thử một lần đấy nhé. Hay như mấy đồng em biết không, sao nỡ để anh chờ. Rồi lại thương nhau hơn. Sao em cứ mãi giận hờn. Bao lá thư rồi anh cũng ngang
ngày nay đi. Giờ em ván đã đóng thuyền, cuộc đời con gái qua rồi, từ ngày bước sang thuyền hoa. Kỷ niệm ấy để ngủ yên trong tim, nhắc lại chỉ làm mình thêm xót. Rất có nhiều mẫu này, cái này là mẫu cơ 450 đấy, dùng cho anh em đánh sự kiện đấy, đánh cho các loại đẩy hệ thống chống cháy 100% không giờ học được nhé. Mẫu này là mẫu 250 đang thịnh hành nhất này, chưa con nào bị hỏng cả nha anh em nhé, khắp toàn quốc rồi. 350 đúng là siêu sân khấu sự kiện đấy, đấy. Bộ máy siêu bền không bao giờ hỏng nhé. Anh em chơi gia đình những cái loại này thì trợ lời ok rồi. Bây giờ anh em nghe kỹ một tí xem cái chất lượng của loa tép bên mình sản xuất nhé. Đây là anh em liên lạc với mình theo số điện thoại 0973 533 269 trên màn hình, đây trên hình đây. Đây. Theo số điện thoại nha, trên nhé 0973 533 269 nhé, thì mình sẽ tư vấn trực tiếp cho anh em là xem nó phù hợp với cái dàn này mình thì nó sẽ phù hợp với những cái loa cỡ bao nhiêu nhé anh em nhé. Đấy. Chào anh em nhé, liên lạc với mình, chúc anh em một buổi tối vui vẻ nhé, chào anh em nhé.